Cảm ơn quý vị và những lần sống để theo dõi chương trình Nhận định thế sự ngày hôm nay cùng với bình luận gia Lê Đại Quyên. Thì phần cuối cái chương trình phần 1 quý vị đã được nghe bình luận gia Lê Đại Quyên bắt đầu nói về những cái vấn đề liên quan đến vấn đề Việt Nam. Thì chúng ta biết là trong những cái tuần lễ vừa qua chúng ta nói về sự là gọi là bình luận gia Lê Đại Quyên gọi là sự bốc hơi của ông Phùng Quang Thanh. Thì hôm nay ông đã trở về và xuất hiện trong một số cái chương trình của trên những cái đài của TV của Việt Nam. Thì kính thưa bình luận gia Lê Đại Quyên, tại sao có sự xuất hiện của nhân vật Phùng Quang Thanh thế này sau cái chuyến đi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Phải chăng có sự liên hệ gì ở đây thưa ông? Đúng không? Chúng ta nói rất nhiều lần khi mà Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ thì tự nhiên ông Phùng Quang Thanh bốc hơi mất một thời gian, không biết đi đâu cả, tìm đâu không thấy, bị bệnh, bị bắn, bị cái gì đủ hết, làm cho dư luận đến bây giờ vẫn là ô ông Thanh giả, ông Thanh thật, tất cả những vấn đề như vậy. Thì chúng ta thắc mắc, có lẽ đây là buổi cuối cùng ta nói về cái đó, bởi vì nói về nó nhiều quá rồi. Thì chúng ta phải thấy một điều như thế này: khi Nguyễn Phú Trọng sang bên Hoa Kỳ thì bây giờ Nguyễn Phú Trọng, trên tay của Phú Trọng cầm cờ Mỹ phất pha phất phới, rồi phất cờ Mỹ một cách rất là đầu hàng tư bản rồi, nghĩa là hoàn toàn là phất cờ Mỹ. Thì bây giờ hiện tại là khi mà phim chúng lại thăng xong ấy, thì cả hầu như cả bộ chính trị đều theo khuynh hướng đó. Và Nguyễn Trọng về gặp cử tri cũng ca tụng Mỹ, rồi cũng nói rồi Mỹ tốt, rồi Mỹ đối với chúng ta bình đẳng tốt lắm, tất cả những cái gì mà bây giờ báo chí ở trong nước bây giờ ca tụng. Chúng ta thấy rằng tự nhiên là cái vai trò của Trung Cộng nó mất đi mất. Thì cho nên ông Trương Cao Lệ sang ngay để hỏi, bây giờ ông nghĩ thế nào với chúng tôi đây. Thì Trương Cao Lệ gặp Nguyễn Tấn Dũng thì rõ ràng là đến đây đi đòi nợ. Tức là trước đây Nguyễn Dũng năm 12 đó bị đảng định chốt phế, thì cứ chạy sang bên hội chợ của Đông Nam Á đó, ở bên Quảng Tây đó. Thì gặp ông Tập Cận Bình, hồi đó vẫn là phó chủ tịch, thì hầu như xin xỏ năn nỉ gì đó để giữ lại ghế đó. Cho nên rằng trong cái cuộc họp bộ chính trị đó thì Phùng Quang Thanh đứng để bảo vệ cho Nguyễn Tấn Dũng, thành với Nguyễn Tấn Dũng không bị bộ chính trị chốt phế và phải đưa ra trung ương, mà đưa trung ương thì Nguyễn Dũng thắng. Như vậy thì cuộc ngồi lại của Nguyễn Dũng là do ơn huệ của Tàu và Phùng Quang Thanh. Cho đó là một vấn đề, cho nên Trương Công Lệ sang gặp cũng là để kể công rồi thôi. Vì chúng ta nhớ rằng dù bây giờ anh đi Mỹ mà Đảng Cộng sản vẫn còn đó, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn đó, thì nó vẫn liên hệ Trung Cộng, không cách gì không liên hệ được. Vì khi mà Hồ Chí Minh đó, người Tàu đó, người Trung Cộng đó, họ nói là Hồ Quang cái đó, Hồ Chí Minh rõ ràng là đội nốt Nguyễn Ái Quốc để về làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đó. Thì ngay từ đó là của Trung Cộng rồi, cái Đảng Cộng sản Việt Nam là con đẻ của Trung Cộng. Thành bây giờ hết còn Hồ Chí Minh ở đó, còn cái Đảng Cộng sản đó thì vẫn còn ơn huệ của Trung Cộng, còn cái gọi là cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì người ta vẫn thấy rằng có liên hệ với Trung Cộng. Và Trung Quốc quyền đòi hỏi những cái gì mà anh đã ký kết với tôi. Cho đến bao giờ cái nước Việt Nam nó lấy cái quốc hiệu khác, tức là quốc gia dân chủ Việt Nam, ví dụ như vậy, thì nó sẽ bắt đi thoát chung, thoát chung về. Thì bây giờ mà chưa thoát chung thì vẫn phải có anh cầm cờ Trung Cộng, anh cầm cờ để biểu tượng là đừng có làm tôi mất mặt quá. Thành đem một cái anh Phùng Quang Thanh như cho một cái lá bài của... Bởi vì hiện tại trong bộ chị không anh làm giáo cầm cờ đó. Bởi vì như anh chất về hưu, cầm cờ làm gì? Vậy con cái học bên Mỹ, mai mốt sang Mỹ thì là nghĩa là có thể gửi tiền bạc ở bên Mỹ họ sinh hoạt rồi, tại sao lại phải cầm cờ Tàu? Thế việc trong bộ chính trị hiện tại không có người nào mà như anh, mà còn lại có thể còn lại như Đinh Thế Huynh ấy, Nguyễn Văn Ngô Văn Dụ đó, thì anh không muốn cầm cờ Tàu. Anh Đinh Thế Huynh là người mà lý thuyết gia cộng sản sau Nguyễn Phú Trọng đó, thì cũng không muốn cờ Tàu. Vậy anh đang coi báo chí thì chúng ta thấy báo chí Việt Nam bây giờ là ca tụng Mỹ,
chống lại Tàu. Rõ ràng anh Đinh Thế Vinh cũng ngã rồi, cũng phất cờ Mỹ rồi, không có cầm cờ Tàu nữa. Thì phải chọn một anh cầm cờ Tàu. Cái anh cầm cờ Tàu đó chỉ có một anh thôi, chết cũng phải moi lên là từ lâu mà Phùng Quang Thanh. Thì theo nhận định của bình luận gia Lý Đại Nguyên thì cái lá bài Phùng Quang Thanh đưa ra lúc này cùng một lần nữa chúng ta thấy cái sự đi hai hàng giữa cộng sản Trung Cộng và Việt Nam. Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng là không muốn dứt khoát với Trung Cộng. Như vậy thì theo những cái bình luận gia Lý Đại Nguyên theo nhận định của ông thì cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ rồi sắp đến đây sang Nhật, như vậy là chỉ cái lá bài của Phùng Quang Thanh chỉ là chỉ một cái hình tượng thôi, nhưng mà thật sự Việt Nam sẽ sẵn sàng ngã theo. Vâng, Việt Nam thì bây giờ thì rõ ràng khi mà muốn dọn sang Mỹ rồi đó thì cầm cờ Mỹ phất phới bây giờ sang Nhật. Mà sang Nhật là cái đối thủ hiện tại, đối thủ Á Châu này không phải Mỹ. Mỹ đứng sau lưng thôi, mà cái nguy hiểm nhất đối với Trung Cộng là Nhật Bản. Mà bây giờ ông Abe đã có đủ quốc hội cho phép đi quân đội đi các nơi như vậy. Tức là họ sẽ thay đổi tất cả quan niệm của họ chiến tranh. Thì bây giờ thì người ta Trung Cộng sợ nhất là Mỹ. Cho nên là vấn đề đặt ra chính vậy, và phía Mỹ họ lên giọng mạnh mẽ. Có lên giọng mạnh mẽ như vậy, có áp lực mạnh mẽ như vậy, họ có tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đánh ngay vào những cái đảo của anh bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ đổ bộ xuống cái đảo đó, chúng tôi sẽ khống chế cái đảo đó luôn, hay là làm là gọi là tiêu đó đi, thì anh Trung Cộng mới lui. Thì vấn đề đặt ra là từ giờ trước đến giờ tháng 9 thì vấn đề đặt ra là ông Tập Cận Bình phải sang Mỹ. Thì lúc đó phải giảm thế với nhau để mà xuống tha. Thà rằng để mà sống chung với nhau để làm ăn còn hơn là bây giờ phải nhận cái chiến tranh. Thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ đó là hoặc là Trung Cộng, Việt Cộng đã lựa chọn đứng hẳn về phe Mỹ và Nhật Bản. Mà muốn đứng về Mỹ Nhật Bản á, thì chuyện này chưa dứt khoát với Trung Cộng thì phải có anh cầm cờ Tàu ở đó chứ làm sao bây giờ. Thì ông Phùng Quang Thanh về nước, chúng ta đặt vấn đề, họ bây giờ vẫn đang còn đặt vấn đề vợ ở đâu, con ở đâu, mà không về nhà, ở trong bộ phòng làm gì. Tức là ở trong đó, thứ nhất là anh bị anh để bảo vệ an ninh của anh, hay là để kiểm soát thì cũng thế thôi. Quyền lực bây giờ chúng ta thấy rõ ràng trong tay Nguyễn Tấn Dũng, bao trùm hết tất cả Nguyễn Tấn Dũng. Từ giờ trên cái bầu cử đảng của anh là còn 6 tháng nữa thôi. Thì từ 6 tháng nữa thì vẫn thì cái vai trò của Phùng Thanh vẫn còn cần tới, cho đến khi mà đảng bầu xong một cái ban lãnh đạo mới thì chuyện đó chưa biết. Nhưng mà dù biết hay không biết thì ta thấy rõ ràng cái Đảng Cộng sản vẫn ngảm với Mỹ, với Tàu. Từ xưa nay sở dĩ mà Đảng Cộng sản vẫn không đi với Mỹ là vì Mỹ không chấp nhận Đảng Cộng sản, chứ không phải là Đảng Cộng sản muốn đi với Mỹ. Muốn đi lâu rồi, muốn kết thân với Mỹ lâu rồi mà nước Mỹ nó không chấp nhận Đảng Cộng sản. Thành bây giờ thì ông Obama, ông phá lệ, ông chấp nhận cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên bây giờ nó quay ngoắt 180 độ. Đó là vấn đề chúng ta thấy rõ ở Việt Nam, tình Việt Nam. Cho nên muốn quay lại thì bây giờ anh phải là nhân quyền. Vì hiện tại là cuối năm nay thì cái xuyên Thái Bình Dương nó thành công, mà xuyên Thái Bình Dương đặt ra cho Việt Nam là phải thả hết tù nhân chính trị và thay đổi những luật lệ gì mà luật lệ mơ hồ về để bắt những người mà tự do ngôn luận. Thế bây giờ rõ ràng là Cộng sản họ dùng ngày 2 tháng 9 này họ thả 17.000 tù nhân. Thì tất nhiên trong đó họ thả tù nhân chính trị. Hiện tại về trong nước bây giờ chỉ có 212 người tù chính trị. Tất nhiên là ông đại sứ Mỹ tại Hoa Kỳ ông cầm hồ sơ đó rồi ông trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy anh là không thả hết người này ra thì không thể vào xuyên Thái Bình Dương. Cái đó là cái khó nhất cho Hoa Kỳ, không phải khó cho Mỹ, cho Trung Việt Cộng mà thôi. Được rồi, anh thả thì anh thả đi, anh phải thả, nhưng mà Trung Việt Cộng từ xưa này vẫn nó thả rồi nó bắt, khi quyền nó có bắt thì hiện tại chúng ta biết rằng thì thôi nó bắt trong tương lai, nhưng bây giờ thả để nó vào xuyên Thái Bình Dương. Khi vào được xuyên Thái Bình Dương, chúng ta nói là biến chất. Nó vào được xuyên Thái Bình Dương thì Đảng Cộng sản biến chất. Thì rõ ràng là
lúc bây giờ nó mới thay đổi hiến pháp, nó mới thay đổi luật lệ, nó thay đổi đảng, tên đảng, có thể thay đổi tất cả mọi cái để cho nó thoát chung thực sự. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn những lời phân tích của Bình Gia Lý Đại Nguyên ngày hôm nay. Thì rất tiếc chương trình chúng ta đã hết, thì mời ông gửi đến chúng ta chia tay đến quý vị khán giả thưa ông. Vâng, xin cảm ơn các bạn, xin kính chào quý vị. Chúng ta biết rằng ta đang là ở trong các thế, chứ không phải là tình cảm hay là suy nghĩ chúng ta nó kia. Cái thế nó phải như vậy. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhận Định Thế Sự, và chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.